Hello, xin chào anh chị em. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách có thể là tự chụp được ảnh bằng điện thoại để chúng ta có thể là dùng nhiều lần ở trên mạng xã hội. Ví dụ như là Facebook này, YouTube này, Instagram. Ở bước chuẩn bị thì chúng ta chỉ cần có một cái điện thoại chụp nó nét một chút này và có đủ ánh sáng để chúng ta dễ tách nền. Nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta có thể là chuẩn bị một cái phông xanh, hoặc là đơn giản thì chúng ta chọn một cái bức tường một màu sáng sáng một chút chúng ta chụp. Và chúng ta cũng cần phải đăng ký một cái tài khoản Canva. Thì dưới cái video này mình sẽ để cái đường link hướng dẫn mọi người cái kênh đăng ký tài khoản Canva Pro để có thể là sử dụng được một số những cái chức năng nó hay ho. Và chúng ta sẽ tiến hành chụp ảnh với phông xanh. Chúng ta có thể tự tạo dáng, tự nghĩ ra, hoặc là chúng ta học theo những cái người nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Rồi chúng ta tách nền và chúng ta ghép với cái ảnh mà chúng ta ưa thích, hoặc là ảnh chúng ta thấy là thú vị. Đầu tiên thì chúng ta có thể là, nếu mà có điều kiện nhé, thì chúng ta chuẩn bị cái phông xanh như thế này này. Đấy, mình có thể mua để chúng ta chụp cùng với nó thì tách nền nó sẽ dễ dàng hơn nhé. Còn nếu không thì chúng ta cứ chụp bình thường với một cái bức tường một màu là được rồi. Và chúng ta có thể tham khảo những cái kiểu chụp của người nổi tiếng, ví dụ ở đây là trên YouTube nhé. Mình minh họa bằng một cái trang của anh này, anh ấy tên là Dan Lok. Mình vào mục video này, đây ví dụ ở những cái ảnh nhỏ minh họa cho video của anh này có những cái ảnh rất hay, mình có thể mình tham khảo theo để mình chụp nhé. Nam hay nữ, nếu mà dùng được thì chúng ta cứ làm theo thôi. Đây, ví dụ cái ảnh xem sách này. Đây, mình cũng có thể bắt chiếc đúng không? Hoặc là chúng ta lên mạng nhé, lên Google này. Chúng ta gõ từ khóa vào đây, tạo dáng chụp ảnh đẹp cho nữ hoặc cho nam gì gì đó. Đấy, chúng ta tham khảo để chúng ta chụp. Rồi, sau khi tham khảo được cách chụp thì chúng ta tiến hành chụp bình thường nhé. Cũng giống như mình thôi, mình chụp đơn giản như này thôi. Đấy, một vài cái ảnh minh họa để mọi người tự chụp nhé. Đây, ví dụ đây là một cái sản phẩm của mình. Ví dụ mình tách cái nền xong này, sau đó mình ghép với một cái ảnh này, ghép với một quyển sách này. Đấy, để minh họa cho cái nội dung của bài viết chẳng hạn. Đây là cái blog của mình nhé, sungonline24h.com, mọi người có thể tham khảo một số những cái bài viết khác hoặc là những cái chia sẻ về chủ đề marketing kinh doanh online. Và đây là cái video về hướng dẫn đăng ký tài khoản Canva thì mình để ở phía dưới nhé. Đây cũng là một cái sản phẩm khác mình làm bằng Canva này, bỏ thêm chữ này, thêm gì đó vào. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào tách nền nhé, để chúng ta có thể là sử dụng được ở nhiều nơi nhé. Đầu tiên chúng ta vào trang chủ này và chúng ta đăng nhập bằng cái Gmail của mình nhé, thì nó sẽ ra cái giao diện như này. Và chúng ta sẽ chọn Grid Design nhé, nếu tiếng Việt thì nó có thể là tạo thiết kế nhé. Chúng ta chọn vào Edit Photo này, chúng ta chọn vào cái này, ví dụ là cái ảnh này nhé, chúng ta muốn tách nền. Nếu mọi người không dành về tiếng Anh thì mình cứ dùng, cứ từ từ nhé, làm theo từng bước. Rồi vào chỉnh sửa ảnh này, thì chúng ta sẽ chọn bức ảnh này và chúng ta sẽ đây, chọn bức ảnh này khi nào hiện lên chữ Effect này. Nếu tiếng Việt thì nó là hiệu ứng nhé, bấm vào đây này, chọn này, Background Remove này, nó có hình biểu tượng như này, nó xóa nền này, ok. Rồi ok, sau đó thì chúng ta kích vào cái mũi tên này, chúng ta nhớ phải kích vào cái chữ này, Transparent Background nhé, tiếng Việt nó là chỉ tải cái ảnh mà không có nền nhé. Đấy, chúng ta có thể tăng kích thước đây, ví dụ mình nhé, tải xuống này.
Đây, đây là kết quả nhé. Đây, ví dụ mình cho nó vào cái folder của mình đi. Thế gì? Đấy, nó tách lên rồi đúng không? Rồi, ok. Sau đó thì mình có thể mình sử dụng với như thế nào? Đây, ví dụ mình sẽ dùng là ví dụ mình muốn paste và muốn post một cái ảnh trên Facebook thì chúng ta có thể tham khảo ở đây nhé. Họ có rất là nhiều mẫu, đúng không? Đây, ví dụ chọn cái này đi. Ví dụ đây là một cái ảnh mà mình đã ưng ý. Cái chữ này thì ở cái video khác mình sẽ hướng dẫn mọi người nhé. Và chúng ta muốn kép nó vào ảnh này thì chúng ta làm như thế nào? Rất đơn giản rồi đúng không? Chúng ta vào mục upload này. Đấy. Sau đó chúng ta vào upload media. Tiếng Việt nó sẽ là tải, tải lên nhé. Chọn device này. Đó, chúng ta chỉ cần đưa nó vào những cái vị trí mà chúng ta mong muốn nhé. Thì ở video này mình chỉ làm minh họa cái cách mà chúng ta tách nền và chúng ta làm ghép ảnh thôi nhé. Ở video khác thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách chỉnh sửa về ảnh này, về nền này, về các thành phần này, hoặc là chữ nhé. Ok, chúc mọi người thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.